Đền Thánh, đêm 30 tháng 2, năm Ất Mùi, Dương lịch 1955. Đại nghiệp của đạo Cao Đài. Mấy em nam nữ lưỡng phái, đêm nay qua không giảng đạo mà chỉ nói cùng mấy em. Xin cứu lỗi cùng chư chức sắc thiên phong, thánh thể của Đức Chí Tôn. Hôm trước qua có mời khâm thành các đầu phận đạo vào hộ pháp đường. Qua có thuyết minh cho họ nghe vì đại hội Long Hoa nó sẽ có tại tòa thánh này đầu năm Tý. Mấy em cũng chắc biết cái đại nghiệp của đạo đều do nơi tay của mấy em tạo dựng. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Đức Chí Tôn đã đến 30 năm nay. Ngài đến, Ngài nói thật thà chân chất rằng Đại Từ Phụ là ông già nghèo. Ông nói trong hai câu thi: Trời trọi mình không mới thiệt bần, một nhành sen trắng náo nương chân. Ông đã nói ổng là ông già nghèo. Ông đến ông dùng một cái cơ để lập thánh thể của Ngài mà Ngài giao phó cho một trách nhiệm tối ư quá quan trọng, là phải lập nghiệp cho cả toàn con cái đau khổ của Ngài. Mấy em mới nghĩ lại đó coi, chúng qua không phải là làm chúa ở toàn cầu này hay làm chúa một nước, cũng hai tay trắng mà thôi. Hiển nhiên hôm nay chúng qua đi được một đổi đường nhờ Đại Từ Phụ dìu dắt và nhờ tay của mấy em đã hy sinh từ giọt mồ hôi, giọt nước mắt mới tạo dựng nên sự nghiệp đạo như thế này. Nếu chúng qua nhìn rằng sự thật thì ta nói nó không phải đủ sang giàu, mà ngày hôm nay có thể làm một bóng mát, một cái nhà thờ chung cho con cái khổ não của Ngài, để nương bóng từ bi của Ngài đặng. Mấy em cũng đủ biết giá trị hy sinh của cả mỗi người mấy em như thế nào. Qua chẳng cần phải dài luận cho lắm thì đáng lẽ ra thời buổi loạn ly này, nhất là qua và thánh thể Đức Chí Tôn đã biết cái thân phải truân chuyên của mấy em là thế nào, cái khó khăn của mấy em phải bảo vệ cả sắp nhỏ, tất nhiên tương lai hương hỏa của đạo là thế nào. Lý ra chúng qua không làm mấy em khổ trí nhọc tâm nữa, để từ từ bước đến nhờ ân Đức Chí Tôn dìu dẫn đi. Xin miễn đi từ từ nhi tấn mà thôi, đừng đứng chựng lại đó. Trót 30 năm qua sống chung với mấy em cũng như thánh thể của Ngài. Mấy em dòm lại coi, đàn anh của mấy em đã già nua, chính mình qua đây đã 66 tuổi rồi. Chẳng lẽ tuổi qua lột da sống đời, đặng vùa giúp tay chân đầu óc với mấy em mãi mãi. Cái đại nghiệp này lưu lại cho mấy em hay chăng là do nơi kế chí của mấy em? Mấy em cố gắng đặng lưu lại cho máu mủ, không biết chừng nào đường lối tổ tiên mấy em đã trở bước lại đây, họ được hưởng một cái hạnh phúc công nghiệp của mấy em chút nào hay chút nấy. Ngặt một nỗi là cả cái phận sự thiêng liêng của Đức Chí Tôn giao phó, trong đấy có nhiều điều buộc ta phải cố gắng làm cấp cấp ngày giờ Đức Chí Tôn đã định mới đặng. Mấy em cũng đã biết trong kinh Đại Tường Đức Chí Tôn đã nói rõ: Hỗn Nguyên Thiên dưới quyền giáo chủ, Di Lạc Vương thâu thủ phổ duyên, tái sanh sửa đổi chân truyền, khai cơ tận độ cửu tuyền diệt vong. Mấy câu trên qua không cần giải nghĩa,
Duy có câu: khai cơ tận độ, cửu tuyền diệt phong. Mấy em biết là thế nào? Đối với nhân loại, kể từ ngày hôm nay, tất nhiên từ ngày mở đại đạo tam kỳ phổ độ, cho mãi mãi tới tận thế, cái địa ngục dưới kia đã bị tiêu diệt rồi. Thập điện Diêm Cung đến trước mấy em, nó đã vong phế rồi. Mấy em không còn sa xuống cửa địa ngục, mấy em không còn chịu dưới quyền của thập điện Diêm Cung. Cái đó là trọng hệ hơn hết. Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị. Mở hội Long Hoa để tuyển phong một vị Phật hay nhiều vị Phật. Cõi Tây Phương đuổi quỷ trừ ma. Nơi Tây Phương cực lạc cũng vậy, tảo thanh không còn ma hồn quỷ xác đến đây nữa. Giáng linh hộ pháp Di Đà, chuyển cây ma sử đuổi tà trục tinh. Câu ấy rất rẻ, mấy em đều biết. Thâu các đạo hữu hình làm một, trường thi tiên Phật dược kiếp khiên. Cái trường thi tiên của bậc tuyên đoạt vị Phật, tạo đời cải dữ ra hiền. Câu đó qua không cần giải nghĩa. Bảo sanh nắm giữ diệu huyền chí tôn. Tới năm Tý sẽ mở hội Long Hoa tuyển phong Phật vị tại tòa thánh này. Mấy em làm cho kịp. Qua nói quả quyết mấy em làm không kịp, mà qua có quy liễu trước đi nữa thì cái tội ấy về mấy em, chớ không phải về qua. Nhớ điều đó. Qua cố gắng, qua tận trung cùng đạo, tận hiếu cùng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Qua chỉ ước cho dòng máu thiêng liêng của mấy em đây nó hưởng một điều trọng yếu không biết bao giờ. Ngày giờ qua không có thể định trước, không có quyền gì định trước. Qua hứa hẹn điều đó đặng. Qua ước làm thế nào cho dòng máu thiêng liêng của mấy em đây gặp mặt Đức Chí Tôn đến tại thế này, lấy một quyền năng thiêng liêng của Ngài, như Ngài đã đến đền thờ Tây Tạng kia vậy. Hãy nói đến đền thờ Tây Tạng, Đức Chí Tôn đã đến, qua cũng nên tường thuật điều đó cho cả thảy con cái Đức Chí Tôn đều nghe hiểu. Năm 1917, khi Cộng sản đã đánh đổ đế quyền của Nga, các bậc công hầu đời phong kiến của Nga buổi nọ đều phải đào tẩu. Nhất là Bạch Nga, Xích Nga, không nói gì, còn Bạch Nga thì phải trốn không thôi bị chúng tàn sát. Trong đó có một vị bá tước cũng chạy giặc qua Tây Tạng. Khi qua đây với một số người bạn cũng được 20 mấy người nương thân nơi Tây Tạng, Dalai Lama nghe cả cái khổ não của họ, cả cái hoạn nạn của họ, ông thương quá chừng quá đỗi, ông bảo vệ, ông nuôi nấng. Ông Dalai Lama là Phật vương của xứ Tây Tạng. Mấy em dễ biết, chẳng phải ổng cho ở xứ Tây Tạng đặng ẩn thân mà thôi, mà ổng còn bảo vệ, nuôi dưỡng nữa. Ngày nọ, vị bá tước buồn rầu nhớ quê hương, nhớ vợ con, nhất là đi một thân mình. Còn cả thảy các tướng quan phần nhiều là võ theo cùng ngài, có vợ con để lại bên Nga hết, chạy giặc qua bên Tây Tạng nương náu đó vậy thôi. Đức Dalai Lama, ông hiểu thâm tình của vị bá tước đó. Ông hiểu sao không biết, ông dạy đạo cho ông kia nghe. Một khi đó thì ổng sửa soạn đi vô đền thờ. Ổng ăn mặc khác hơn buổi trước, làm cho nhiều hàng các quan theo bá tước hỏi. Không lẽ giấu họ, ông mới nói thiệt rằng: đêm nay là đêm Đức Chí Tôn ngự tại đền thờ. Mấy vị khổ não nghe tới danh Đức Chí Tôn đến mừng quá hỏi: vậy chớ chúng tôi có thể phô chậu trong đó được không? Thì ông Già Lai La Mà nói: mấy người cứ theo tôi dắt vô trong đền thờ họ.
họ theo họ tộc mà thổi. Làm sao mà biết Đức Chí Tôn đến, mà Đức Chí Tôn đến thế nào? Tôi dặn mấy ngài nghe cái chuông chung quanh đền thờ reo một lượt, và ở ngoài nghe tiếng ngựa chạy rần rần. Đó là ngài đến, là Đức Chí Tôn đến. Vô đó rồi thì ông Gia Lai Lama dắt vô trong một cái phòng thắp đèn lờ mờ vậy thôi. Ông đem vị bá tước với mấy người bạn, khi vô trong đó ông đã ngồi, ông biểu cầu nguyện. Ông bá tước đương buồn rầu khổ não, tâm hồn quá lẻ đi. Ông cầu nguyện hay không, không biết phép của ông Gia Lai Lama hay phép thiêng liêng của Đại Từ Phụ làm nên không hiểu. Thì trong phòng đó, ở đằng sau có một tấm như nỉ đen hay là vải mà trải nguyên cả một phòng to lớn vậy. Ông Gia Lai Lama biểu ông bá tước chú ý dòm vô đó, cả thảy cầu nguyện rồi dòm vô. Ban đầu thấy như một ngọn khói mà ở ngoài bay vô trong phòng đó, ngay chỗ ông vẽ, rồi nó tràn vô cả cái khói đằng sau đen. Rồi cái khói trắng nó hiện hình ra một cái phòng, nhà của ông bá tước. Ở trong đó bà bá tước với đứa con đương nhớ chồng ôm mặt sầu thảm. Ông nọ thấy rầu, ông cúi mặt xuống, ông khóc lớn lên. Mấy người kia cũng đổ lụy hết thảy. Rồi cái khói đó tan đi, khói đó tan biến màn đen như cũ. Thấy cái đó rồi, ông Gia Lai Lama mới dắt mấy người đó vô đền thờ. Thì may đúng giờ tí, cũng như giờ mình cúng đây. Quả nhiên nghe các chuông treo chung quanh đền thờ đều reo lên một lượt, và ở ngoài nghe tiếng ngựa, thì hết thảy các vị đại đức đều cúi mọp đầu xuống. Tới chừng đó, có một mình ông bá tước với mấy người Nga tò mò, họ ngước lên dòm, thì vừa ở trong đền u u ám ám vậy thôi, chứ không có sáng sủa như đèn điện mình đây. Thì tự nhiên sáng rỡ chiếu diệu như ban ngày, ánh hào quang chiếu toàn trong đền thờ đều sáng hết. Cả ngoài dường như một bóng sáng đi tuốt vô trong. Chừng đó họ sợ, họ cúi đầu xuống. Tới chừng Đại Từ Phụ phát thinh lên giảng đạo, rồi họ ngó lên. Họ tả cái thể của Đức Chí Tôn không rõ ràng lắm. Họ thấy cái trạng đẹp đẽ hào quang chiếu diệu sáng ngời đẹp lắm. Họ chỉ có nói bao nhiêu đó mà thôi. Khi giảng đạo rồi, Đức Chí Tôn nói: trong 40 năm, kể từ 40 năm, thì nhân loại đau khổ luôn luôn. Mỗi lần Đại Từ Phụ đến 50 năm, ngài trở lại tại đền thờ Tây Tạng. Thành thử, mình tính lụng lại năm 1917. Năm nay là năm 1955. Nó là 38 năm hả? 38 năm rồi, còn 2 năm nữa thiên hạ mới yên, mới thái bình. Thành thử qua ngó thấy, dường như trúng quá chừng quá đổi. Để mà coi số nó có quả quyết như vậy không đó. Tại đền thờ Tây Tạng, qua thấy họ hưởng được hồng ân của Đức Chí Tôn vô đối, là Đức Chí Tôn đến với họ. Không biết đạo đức uyên thâm của xứ Tây Tạng, đạo của họ sản xuất ra ngày nào mà họ được hưởng hồng ân vĩ đại như thế. Đến đền thờ Jerusalem ở Palestine bên Cận Đông, thì Đại Từ Phụ có đến một lần, đến một cách oai nghiêm quá chừng quá đổi. Thiên hạ nhắc lại giờ làm cho qua sợ sệt lắm. Trong đền thờ Jerusalem, như các thầy sải ở nơi đó phụng sự hương khói, cũng như làm từ nơi đó là dòng dõi Levi. Levi là con út ông Abraham. Có lẽ đền thánh này qua dám chắc thế nào Đức Chí Tôn cũng đến. Tại chưa đến là vì lẽ gì? Lý do gì chưa trọn vẹn đây? Mấy em cố gắng đi. Từ đây tới sau, cho tới ngày Long Hoa Đại Hội nên hư, đặng thất. Điều gì qua lập Đại Hội Long Hoa được hay chăng? Qua phú thác nơi tay mấy em đó vậy.